Cơ sở giáo dục đại học đã được rà soát. Bộ Giáo dục Đào tạo đã quyết định dừng tuyển sinh đối với 207 ngành trình độ đại học của 71 cơ sở đào tạo từ năm nay do không đáp ứng được điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên. Nhiều trường đã có phản ứng về quyết định nêu trên như đại diện của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tôi nói nhiều thế hệ nghệ sĩ của điện ảnh Việt Nam, của sân khấu Việt Nam đang là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là do cử nhân dạy đấy. Nhưng đừng nhìn những thầy dạy ấy, kiến thức của họ gói gọn trong cái bằng cử nhân. Trước những phản ứng từ các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định điều kiện đủ về giảng viên cơ hữu là hết sức cần thiết. Phải nghiên cứu, cần phải phát triển, phải nhắm đến tương lai, rồi dạy cho học sinh cái cách nó phát triển cái tư duy, cái năng lực. Quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia giáo dục, cho rằng việc dừng tuyển sinh các ngành không đủ điều kiện là hết sức cần thiết và là lời cảnh tỉnh cho các trường đại học.